Xin chào khán giả của kênh 14, mình là Thúy Ngân. Hôm nay rất là vui khi mà được ngồi đây chia sẻ với quý vị khán giả những cái dự án, dự định sắp tới của mình. Và trong đó là sắp tới mình sẽ tham gia chương trình. Thực ra Ngân đã biết và tìm hiểu cũng như xem chương trình Running Man Hàn Quốc rất là nhiều lần. Và nói chung là Ngân không có thể xem toàn bộ hết những cái tập phát sóng của chương trình, do cái lịch trình làm việc của Ngân cũng khá là dày đặc á. Mình đã xem và thu hút bởi những cái đoạn chia sẻ từ chương trình rất là nhiều, và thấy đó là một cái show truyền hình rất là đáng yêu, dễ thương. Và lý do vì sao mà chương trình nổi tiếng đó cũng là một cái điều rất là hấp dẫn với Ngân. Khi mà anh hỏi câu đó thì em nhớ đến một người, đó là anh Hu Câu Cổ. Tại vì ảnh rất là hài hước và đáng yêu. Thực ra thì Ngân biết đến chương trình Running Man Việt Nam á là bởi vì sức hấp dẫn và cái độ nóng của chương trình. Cũng giống như đó là những cái giá trị tích cực và lan tỏa rộng khắp mà chương trình mang đến, thì không quá khó khăn để cho Ngân có cái gật đầu lần này. Giống như mọi người biết thì Ngân cũng khá là bận rộn với những cái lịch trình trong thời điểm này, là vì Ngân quảng bá cho vai Minh Châu của Cây Táo Nở Hoa. Nhưng mà Ngân nghĩ cái việc mà mình bớt dành thời gian cho bản thân mình một chút nè, bớt nghỉ ngơi một chút để mà trải nghiệm Running Man mùa 2 này là một điều hoàn toàn xứng đáng. Và nói thật á là hiện tại Ngân đang rất là nhiều năng lượng và đang muốn chạy ngay lúc này luôn á. Nói về thể lực trước nha, thì Ngân có thể nói là tập luyện gấp đôi so với thời điểm trước đây. Là hồi xưa là ví dụ mình một ngày mình chỉ tập khoảng 2 tiếng thôi, thì bây giờ phải là 4 tiếng, 5 tiếng. Và Ngân ngoại trừ chạy bộ thì Ngân còn tập gym nè, tập boxing nè, rồi nhiều khi tập yoga nữa. Nên nói chung là sức khỏe hiện tại là đang có một cái thể trạng Ngân nghĩ là tốt nhất so với trước đây của Ngân. Còn về chiến thuật, thật ra là anh cũng biết là Ngân xem và biết chương trình nó không phải là vì muốn tìm chiến thuật cho bản thân mình, mà đó là do cái sức hấp dẫn tự nhiên mà chương trình mang đến. Anh cũng tin là em đang nói thật đúng không? Thì em không có xem hết, nhưng mà đối với em á, em không có một cái khái niệm cụ thể nào đó về cái từ chiến thuật cả. Mà nếu như mà em tập trung cố gắng nhớ hoặc là tạo ra ở nhà, thì khi mà em đem đến show thì chắc chắn là những cái công thức đó em cũng sẽ để quên ở nhà luôn. Và anh biết là chương trình Running Man Việt Nam là một cái show truyền hình thực tế, và nó đòi hỏi những cái khía cạnh khá là tự nhiên và bản năng của người nghệ sĩ á. Nên với em á, em khi mà đến với Running Man Việt Nam á, em chỉ cố gắng làm sao mà giữ được những cái nguồn năng lượng tích cực nè, rồi sức khỏe thật là dồi dào, thật là khỏe mạnh, và chiến hết mình khi mà đến với Running Man Việt Nam thôi. Thật ra đến thời điểm này em cũng chưa có nghĩ ra được là mình sẽ phù hợp với hình tượng gì, hay là mình phải đặt tên cho mình một cái tên nào đó thật kêu cho chương trình đó. Nhưng mà em là một người á rất là kiên quyết, và là một người không ngại gánh vác, có một chút xíu hơi là nam tính trong đó nữa. Và em không thích mình được ưu tiên khi là con gái trong chương trình đó. Thì ví dụ như các anh mà chạy 10 á, thì em cũng phải chạy 10, mặc dù á là đôi lúc em có thể chạy chậm hơn chút xíu. Tại vì đối với em á, khi mà tham gia một cái show truyền hình thực tế á, nó đòi hỏi những cái gì rất là thực tiễn và những cái gì gọi là tự nhiên nhất. Em không ngại bỏ đi những cái hình ảnh mà mọi người thường thấy của em ở trong show hay là sự kiện, mà em muốn cho mọi người càng hiểu hơn về con người của em. Thật ra cái điều cốt lõi mà em đem đến chương trình đó là em vẫn muốn là mang tiếng cười đến cho mọi người thôi. Nói về cái chuyện mà hình tượng ở đây nữa, thì em nghĩ là em sẽ phù hợp với một hình tượng gọi là nữ tráng sĩ. Nhưng mà nữ tráng sĩ này sẽ không đi chiến đấu, mà là sẽ tráng vánh. Còn tráng vánh như thế nào thì mọi người hãy xem chương trình. Không, nói chung là em cảm thấy là nó không có như em tưởng tượng á. Mà đó cũng là cái điểm hấp dẫn mà khi mà chương trình tạo ra cho các nghệ sĩ khi tham gia. Tại vì nếu như ở nhà mà mình có thể tưởng tượng được là 15 tập của Running Man Việt Nam mà nó quay như thế này, nó làm ra sao, thì đâu có còn gì thú vị khi mà mình quay hình nữa đâu, đúng không ạ? Dạ đương nhiên là có, em thấy ai cũng bị chấn thương hết. Em thì cũng bị bong gân với lại bị bầm người á. Nhưng mà cái đó chỉ là những cái nhỏ thôi, nó cũng không là gì hết. Và em nghĩ mọi người cũng đang vẫn còn dành thể lực cho những tập sau nữa. Em chắc chắn rằng ở Running Man mùa 2 này, các anh chị em nghệ sĩ chắc chắn sẽ chơi hết mình giống như những phiên bản Running Man trên thế giới. Em nghĩ là đó là lợi thế của em. Nhưng mà em cũng xin nhắc anh Khalid là mình đừng có chủ quan quá. Thật ra đối tượng nguy hiểm thì em sẽ chia ra nha, một nhóm gọi là có cái độ đáng tin và một nhóm có cái độ ít đáng tin hơn. Chứ đối với em thì ai cũng sẽ nguy hiểm hết.
thì nhóm có độ tin tưởng hơn đó là anh Karit nè, Jack, Liên Bỉnh Phát. Và em thì cũng gọi là cũng được tin tưởng chút xíu trong show. Còn lại là chị Lan Ngọc nè, anh Trường Giang, anh Chun, anh Huy, anh Vinh. Ồ, nhưng mà tính ra em kể ra những thành viên này thì nó giống như cái hình mà công bố danh sách 9 thành viên của Rain Man Việt Nam á. Hình như có một cái sự sắp đặt nào đó của số phận thì phải. Nhìn nó cũng có cái sự tương đồng. Em nghĩ là mùa này sẽ có rất nhiều couple và sẽ có rất nhiều thuyền. Trước mặt em thì đang có rất nhiều thuyền, thật ra em cũng chưa biết là em sẽ bước lên thuyền nào thôi. Và cái đó là cái điều lý thú nhất của chương trình. Có nhiều điều mà mình không nghĩ nó xảy ra nhưng rốt cuộc nó sẽ xảy ra. Và em mong là mọi người hãy đón xem Running Man Việt Nam mùa 2. Thật ra thì Ngân không có đọc hết những bình luận đó. Nhưng mà Ngân có thể hiểu hết được một phần cái tinh thần những cái bình luận đó dành cho mình ngay cái ngày mà công bố. Nhưng mà đối với Ngân á, cái việc mà phải lắng nghe khán giả của mình á là việc mà Ngân sẽ làm cả đời này. Dù là những bình luận tích cực hay là tiêu cực về Ngân, Ngân sẽ luôn lắng nghe. Không sao, thì thật ra em cũng quen rồi á. Nhưng mà khó tránh cái chuyện mà mỗi lần mà mình nghĩ đến, mình đọc đến thì mình cũng... Em cũng có đọc rất là nhiều thông tin nói em là gà nhà. Em không phủ nhận cái chuyện em là gà nhà. Nhưng mà em muốn bổ sung thêm một cái chuyện là cho dù em là gà nhà hay không á, thì em cũng là người đang rất là nỗ lực và em dốc hết mình. Giống như là người ta thường nói, người ta thường thấy là ba mẹ sẽ khắt khe với con của mình hơn so với những người ở bên ngoài. Thì giống như em vậy đó, em phải luôn luôn cầu tiến, em phải luôn nỗ lực mỗi ngày để mà em đang cố gắng hòa hợp với cái ngôi nhà to lớn mà em đang ở. Cái việc em là cả nhà em không phủ nhận, nhưng em muốn bổ sung thêm á là già nhà này đang phải cố gắng mỗi ngày, đang phải dốc hết mình để làm việc. Và em cũng không có một sự ưu tiên hay ngoại lệ nào ở Running Man Việt Nam hết. Giống như em chia sẻ nãy giờ á, là trước khi tham gia Running Man á, thì cái việc em tập thể lực chỉ là làm cho sức khỏe của em thôi. Kiểu giống như là mình tập để mình giữ cái sức khỏe của mình lạc quan mỗi ngày và có năng lượng thôi. Thì bây giờ khi mà tham gia Running Man á, em phải tập rất là nhiều. Thậm chí là có những ngày em tập 2 lần để cố gắng trau dồi cái khả năng thể chất của mình và cái độ bền của mình dành cho chương trình. Rồi khi mà tham gia Running Man á, em mặc dù á, em biết á, là mọi người có rất là nhiều ý kiến dành cho em, nhưng em luôn cố gắng giữ cái tâm thế hồn nhiên và vô tư nhất khi đến với chương trình. Vì em mong muốn á, đây là một chương trình đem đến một cái nguồn năng lượng mà tích cực. Khi mà xem chương trình, mọi người thấy vui, mọi người cười, mọi người thoải mái vì cái chương trình, chứ không phải là mọi người đặt nặng những cái kỳ vọng, những cái đánh giá vào đó. Và em đang cố gắng làm hết sức mình có thể. Em không hứa là em sẽ có thể làm một cái gì đó giỏi nhất hay tốt nhất, nhưng em hứa là em sẽ làm cái gì mà em có thể làm giỏi nhất của bản thân em. Cảm ơn là kênh 14 hôm nay đã có buổi trò chuyện với Ngân. Tuy là mình không có nói được quá nhiều thứ, nhưng mà cái buổi chia sẻ hôm nay là những cái gì mà thật tâm và thật lòng mà Ngân mong muốn khán giả hiểu hơn về Ngân. Ngân mong là khán giả sẽ xem cái buổi phỏng vấn hôm nay và ủng hộ cho Thúy Ngân cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong chương trình Running Man Việt Nam mùa 2.